Hello, chồng mới chơi đẹp nha. Cái gì ta? Sao bấm ăn trên vậy? Em anh đã mo sẽ ép nha mấy chế, sẽ ép ngực 83 đổ về mút liền, mút liền dạng mỏng thôi nha, nó dạng mỏng vừa phải thôi. Của anh đờ 90k mã số 1, em kiểu sexy sẽ ép m ngực 82 cho đến 86, sexy kiểu quá xinh. 80k mã kiểu. Em này size M mút liền. Size M mút liền, ngực này 83 80 84 88 mút liền 50. Mã liền sáng. Con này size LXL. Ngực 88 cho đến 93. 45 mã xanh. Một em vùng lỡ của Nhật nè. Size này size M. Eo 69 đến 74. 69 74. Nó phối phối nha. Có cột dây bên trong. Cho mấy chế em này 70. Mã lỡ. F21 size M lớn. Eo 71 cho đến 75. 71 75 của F21. 70. Mã số 2. Em này size L. Eo 75 cho đến 80. Size L, eo 75 80. À con này dính sơn. Hello, hello. Nè size M. Size M ngực 82 cho đến 86. Này tối đa 87 cũng được nha, ngực 83 87.
cho mấy chế con này 65k mã kiểu quần của Mulawe size S nè, của Hàn Quốc. Eo này là 62 cho đến 68, 62, 68 quần lỡ 100k mã hiệu hồng size S nhỏ. Eo 5 này XS, tương đương XS. Eo 55 cho đến 65 100k mã loan S nhỏ nha. Hello, hello. Rồi một em S cạp cao hiệu luôn. Ren gì nè. Eo này là 57 cho đến 65. Cái màu nó hơi đậm hơn trong cái cam xíu nha. Tại để sát lại nó hơi chán. Màu chuẩn của nó ngoài xa xa. Ngày mới lắm nha mấy chế, 150. Dính gì ta? Dính dơ hay dính màu? Lên mã hồng đi. Dáng rớp tớp size M. Rớp tớp size M. Ở đây nó một vệt gì dơ dơ hay là màu hồng cho Nguyễn Kim Phụng. Tí xíu đây nha. Cho mấy trái con này con hiểu luôn là size M người 83-87 50 mã trắng. Áo kiểu màu hồng nhạt nè. 150. Size S, size M đều được nha. Tay phòng phòng dạng áo kiểu mặc đi chơi được cũng được, modern. Rồi cái này cho mấy chế con này 75k đi, mã siêu phẩm. Kiểu đẹp độc lạ. Một con hiệu Hàn Quốc size M nữa nè. SM ngực 85 đổ về nha. Ngực 85 đổ về 100k. Không, cái này ngoài sau nó có cái chun. Này tới size L luôn mấy chế. Ngực này là 80 85 đến 90. Tại vì ngoài sau nó không có cái ấy. Mặt thoải mái 85, 90, 100 mã hồng 2. Không có. Con này là size L. Size L mà cái này cúp CD nha. Dùm em còn mấy cái hàng mới nè. Cúp CD. Ngực này tầm 91 tới 96. Nhưng mà phải cúp to 50k mã to. Size SM ngực 80 cho đến 85 dáng rớp tớp 45k mã crop. Một con siêu mới nữa là size S, co giãn tốt. Eo này là 55 cho đến 63, 64 cũng được. Màu tím chất nó dài dặn nha mấy trái, 150 luôn. Mã hiệu tím. Size M nữa nè. Cái này lại dính dính cái gì đây. Hiệu tím cho Kim Thuận 150. Sao nó dính dính gì tí xíu hoài ta. Size M ngực 80 cho đến 86. Nó lại dính một tí xíu gì dưới đây. Cho mấy trái con này 80 đi nha. Không thì để em giặt bán hơn xui. Chả biết nó dính cái quỷ gì nữa. Size S. Eo 61 cho đến 68. Khối lưới nè. 100k. Mã lưới. ML. Size L nhỏ, eo 73 cho đến 78. 80k. Mã rằm. Con này size M, eo 66 cho đến 73. 65k. Mã phối. Size M, eo 69 đến 74, 65 mã beo. Rằng 80 cho chị Tuyến Nguyễn.
size M luôn em, 6974 65 mã hồng. Lại dính cái gì nữa. Cái này XL 2X bon chen eo 81 cho đến 87. Hiệu luôn 60k mã hiệu. Con to hàng hiếm. Size M nhỏ có cái cài S lớn bon chen nha. Eo này 68 đổ về. Cơ giãn tốt 69 đổ về nha. 50. 50 mã ngắn. Size M. Eo 6974. Chất rất là dễ thương. 65k. Eo 69 đến con này xe M E 6974 65 mã 65 luôn. Hiệu Adidas size L, cái lưng này nó hơi bị giãn giãn. Eo 76 cho đến 81 của Adidas nó hơi bị giãn nhẹ cái lưng nha. Em sale cho mấy chế 50. Mở sale. Một em hiệu size F. Eo 55 cho đến 64. 70k mã hiệu S. Hiệu S xong em qua áo tiếp. Rồi con này size S nha, cổ yếm mút liền, ngực 81 đổ về. 65k mã yếm. Cảm ơn chế. Size L ngực 85 cho đến 89, 40k mã đen. Size XL ngực 90 cho đến 96. 65k mã bơ. Con này cũng XL ngực, XL nhỏ nha, ngực 8894. 8894 60 mã khóa tím. Một em hiệu nay size S nhỏ, ngực 79 đổ về, cổ yếm. 79 đổ về cổ yếm 120. Mã yếm đen. Một em hãng của Hàn Quốc siêu đẹp. Size F. Size F kiểu siêu đẹp luôn mấy trái ơi. Ngực này 81 đổ về. Ngực 81 đổ về 120. Mã tay. Chứ không lấy là em để qua em bán siêu phẩm. Rồi con này 1X 2X mặc cũng được luôn nha. Ngực tầm 92 cho đến 100 được luôn. Cái này nó co giãn nè. Không phải co giãn mà nó tăng đưa mình dời ra dời vô được nha. Cái này dời được luôn. Đó, mút liền. 70k mã kiểu. 70k mã kiểu. Mã tay nhung lê 120. Có đơn chủ động inbox cho em nha mấy chê. Size là SM eo 63 cho đến 69. Eo 63 70. Mã tay em hết. Eo 63 70. Một con hiệu của Hàn Quốc xịn luôn. Rồi cho mấy chế con này 150 luôn nha. Mã đô. Size S. Ngực 82 81 đổ về nha. 65k mã loan. Con này size M hiện nay mút liền. Ngực này là 83 87. 83 87 nha. Cho mấy chế con này 110. Mã lưới xanh. Mã loan chứ đâu có mã hoa. Mã đô rồi mã loan. Size L XL ngực 90 95. Inbox vô cái bếp đang like đi chế. Ngực 90 95. Size L XL 55k mã chữ đen. Một em mút liền. Size L ML bon chen ngực 80 M lớn. Ngực 86 cho đến 90.
ngực 8690 mút liền là 70k. Mã loan 2, loan 65 nè, cho The Nguyễn. Một em mút liền SM này sale cho mấy chế 30k, ngực 86 đổ về. Mã 30, rồi em lên một con VFU nha, sẽ ép luôn phát lưng. Ngực này là 83 đổ về, 30 cho Cherry Trâm Anh. VFU quá xịn luôn, mấy trái 75k Cherry Trâm Anh. À có đang có đài báo thông báo mà, 30 con này 75 mã hiệu đen phát lưng hả? Em đọc cái gì em quên mất rồi. Phát lưng cho Thùy Trang 75. Size XL lớn ngực 9298 cho mấy chế 45k. Mã dây sáng. Size ML ngực 86 cho đến 90, 55k. Mã cài. Con này cũng ML luôn, ngực 86-90, 70k. Mã xanh kiểu, cài cho Emily Trương 55. Một em này còn tem xem M, ngực 84-88, 84-89 cũng được nha. Còn tem là mấy chết này cho mấy chế 60k. Hết rồi, áo đó có người chốt rồi, mã tay có người chốt rồi nha. 60k mã mới. Mình ưng là mình chốt liền, mình suy nghĩ đắn đo người khác chốt. Trăm năm trước thì ta không gặp, trăm năm sau có gặp hay không ai biết được, tại vì hàng si nó có mỗi thứ có một cái. Ưng là hốt đi mấy chế ơi, suy nghĩ lâu quá người ta đã hốt rồi. Mới là 60 cho The Nguyễn. Mã lưới là cái nào ta? Rồi size M chun mông, M nhỏ thôi, eo 70 đổ về nha. Chun mông rất là xinh, 75k. Mã ngố. Mã lưới là cái con 2XL hả? Con này L nhỏ nha, eo 73 cho đến 77, eo 73, 77, 80k. Mã rằng. Uyên Thảo 75. Size M, quần này nó phối với cái ngố nè, eo 70, 75. Mấy này bị ốm chị ơi, Covid đó. Eo 70-75. Rồi cho mấy chế 70k mã xám. Màu em hiệu web pro, size L. Eo này là 77 cho đến 82, 60k. Mã đen. Ngố cho Uyên Thảo rồi. Mã này hả? Mã xám hả? Ngố cho Uyên Thảo rồi nha. Size L luôn, eo 73-77, 70k. Mã hồng. Ok, ok. À ok, Uyên Thảo 70. Nãy con này em có hai cái size M nè, trắng tinh luôn. Ôi cái size S nữa, nhưng mà form này nó to nha, S bằng M, M bằng L đó. Cái size này em đo nè, size S bằng M là cái eo này là 68 cho đến eo này là 66, 67 cho đến 75, 68 đi, 68, 74 nha. Đó, cái đó là size S. C
còn cái này size M. Size M là 71 cho đến size M 72 77. Size 8 74. Size M là 72 77 nha. Form này nó khác những cái kia nha mấy chế, em đọc số đo kỹ mình coi theo đo số đo mình chốt nha. Mới cứng luôn nha mấy chế, 100k một cái. Ai lấy S thì lên S 100, ai lấy M lên M 100 nha mấy chế. Mới từ trong ra ngoài. Em này size M luôn, quần lỡ. Em này là 68. Mấy cái con này nó hay. Ôi bị ẩn comment. M100 cho Mai Thảo. Size M là eo 70. Đây nè, lấy cái này nè con. Eo 71 cho đến 76. Lấy cái đó đi. Cái sao á? Ừ. Một con hiệu rất hay nè. Size M. Cái này mình mặc thành áo bra cũng được, cái hiệu này nổi tiếng. Eo ở quên ngực này 82 cho đến 86. Cho mấy chế 65k, mã hiệu hồng. Hiệu Dom Pignot size S. Size S eo này là 56 cho đến 65. 90k mã sọc. Em này là size M. Size M. Cho mấy chế con này 50k mã kiểu. Hiệu hồng 65 cho Cherry Trâm Anh. Hiệu Domiot size L lớn XL bon chen. Ngực 90 95. Domiot 90 95 màu tím. 70k mã dây tím. Đây bra 35k size M. Mã xám. Con này cũng 35k size M mã hồng. Hồng hồng tuyết tuyết. Rồi một em tím cho chế Trân Phan 70. Em này size M tay dài. Con này không có xỏ ngón. Size M tay dài 100k mã M1. Rồi con đùi này quá xịn quá đẹp. US size 3 UK gì đây. Tầm size M nha. Cái này tầm size M nha mấy chế. Eo 70-75. Gió rất là đẹp. Sexy 100k mã gió xanh. M1 cho Đỗ Liễu 100. Con này cũng size M, eo 68-74 65. Mà hiệu Domiot luôn á. Mã hiệu. Em này size ML, eo 72 cho đến 77. Hiệu Kalenji. 90k mã lá. Một con trắng tinh. Size M luôn, eo 68 73 75 mã trắng. Adidas size L. Size L eo này là 77 cho đến 81. 76 không? 7782 nha, size L. Màu này cũng đẹp nữa nè mấy chế. 140. Mã HT. Một em HM. Size S. SM. Eo này là tầm 64 cho đến 70. SM 64 cho đến 70. Dây nhựa gì đây. Màu rất là xinh cho mấy chế 140 luôn nha. 140 mã phối. Một con size S, ngực 80 đổ về 35k mã sọc.
size XL ngực 8894 55 mã cam. Phối cho Đỗ Liễu là 140. Size M 60k. Con này size L nhỏ, ngực 84 cho đến 89. 60k mã trắng. Con này SM nha. Ngực 81 86. 35k mã đỏ. Con này chất đẹp nè, size M luôn. Eo 68 cho đến 74. 68 74. Chất dày rất là đẹp nha. 90k mã xám cao. Trắng cho Nga Nguyễn 60. Đỏ Cherry Trâm Anh 35. Con này nó bị dù cộng chỉ nè, mình về mai nhẹ lại cái là được. Ngực 82 đổ về size S 35k. Mã lưới lưng. Cam 55 cho Trần Phan. Cạp cao chất dai size S eo 56 cho đến 66. 58 66. Chất dai 110 mã ghi. Này Cherry Trâm Anh 35. Cái đó là 55 là chân phàn. Một con Uni Willow size M. Eo 67 cho đến 74. Eo 67 đến 74. Hiệu Uni rất là mới, 120. Mã hiệu mới. Để em xíu nha mấy chế, em quay qua đây. Ủa nó có dướng cái gì đây không vậy? Kéo cái thùng ra, kéo cái thùng. Ừ. Hiệu mới rồi, Cherry Trâm Anh 120. Rồi em tiếp con này size M 35k mã cài sau. Hỏi quần nào không? Mỗi cái em có mỗi báo giá nha. Size M eo 66 cho đến 73 hiệu Anh Ta 80k mã hiệu hồng. Con này size L. Size L eo 75 cho đến 80. Ừ, eo 75 80 70k. Em không biết chị ơi. Đừng hỏi cái sau lưng em. Size M. Size M nè, có cài nè. Kiểu nha, cái này mặc áo kiểu nha mấy chế, 50k mã kiểu. Hiệu hồng 80 cho Cherry Trâm Anh. 50k mã kiểu, con này còn tem. Size L. Size L ngực này 87 cho đến 93. Chất gân gân, con này đẹp nè. Mấy chế 80k mã gân. Size L. L nhỏ eo 73 cho đến 77. Eo 73 77 size L nhỏ 70k mã gió. Này chất rất là đẹp. Gân 80 cho Vân Ngọc Vân Anh. Hiệu Anh Ta size L. Eo này là 75 cho đến 80 size L. 70k mã đen 70. Hiệu NB size S, S lớn, eo 63 cho đến 70. 100k mã 10. Size M luôn, eo 68 cho đến 74. 70k mã phối xanh. Ôi cái này sao lúc nào nó cũng có một cặp chứ trời. Hơi XL lần nào cũng ra một cặp. Đây con này F21 size M nhưng mà form M lớn á. Eo này là 73 cho đến 78.
rất dày dặn nha mấy chế. Mấy chế con này 65 mã 78. SM. Tầm size M eo 67 đến 74 cạp cao. 70 mã cạp cao. 75 cho cherry châm anh. Để riêng cái đó con. Mút liền hiệu Domios size LXL. Ngực 89 đến 95 có nhiều mắt cài phía sau. 55k. Mã liền đen. Đây em còn con này size L nè, cạp cao nè. Hiệu Alpha. Eo 74 cho đến 78 nè, chất mịn cạp cao. 80k. Mã cao. Size L. Hiện nay size L ngực này là 77 cho đến 81. 7782. Cái lưng này nó thoáng co giãn tốt. Cho mấy chế 110. Mã kiểu. Size S hở lưng CP line. Size S 70k mã trắng S. Trắng S 70. Kiểu cho Vân Ngọc Vân Anh 110. ML 40k ngực 86-90. Mã tím. Một con hiệu Domios nữa nè. Size SM. Ngực 80 cho đến 85. 50k. Mã phối. Mã tím. Trông như TS70 nữa nè. Mã tím cho cherry châm anh 40. Trông như là cái nào? TS70 là mã gì ta? Con này size L. Size L ngực 87 cho đến 92. 50k mã da. À là trắng hả? Trắng S hả? Châu Như 70. Ngoài em mút liền. Này nó giống như của Victor mà nó tróc cái tem. Size M ngực 83-87 mút liền. Lưới lưới nè. 70k mã lưới. Tiếp tục VFU. Size L. L nhỏ. L này L nhỏ tầm M lớn bon chen. Ngực 85 cho đến 90. Con VFU này siêu đẹp luôn. 100k. Mã đẹp. Size LXL eo 77 cho đến 83. 60. Mã XL. Kiểu Under Armour size S. S này S nhỏ. Nhưng mà cái quần này nó giống của nam hả ta? Này chắc của nam quá. Size S nhỏ nè. Xinh quá luôn. Cho mấy chế 50k mã nhỏ. Em có ship toàn quốc, còn em ở đâu không quan trọng. Tại vì em không có tiếp khách ở nhà. Size M lớn L nhỏ bon chen. Eo này là 73 cho đến 78. 60k. Mã 78. Nãy bạn được mã 78 nha. Còn mã cạp cao không có thấy chốt. Mã 78 là cherry châm anh chốt. 50 cho Vân Ngọc Vân Anh. 50. Rồi một con kiểu là size M, size L nha, hiệu V. Hiệu chữ V nè, size L. Cái eo này là 74 cho đến 78. Cho mấy chế con này 70k mã kiểu. À đúng rồi. Một con CP Line size S nữa nè. 55k. Mã S55. Size
ghi ký hiệu em chả biết. Size M. Size M ngực này là 83 cho đến 87, có mấy mắc cài phía sau. 70k, mã cạp chữ. Con nai nãy đây hơi giãn nhẹ xíu. Cái chun phía sau hơi giãn, size L nhỏ. L nhỏ eo này là 69 đến 74. Cặp chữ 70 cho Cherry Trâm Anh. Cái này nó hơi giãn cái chun phía sau nha. Cho mấy chế con này 50k. Mã 50. Đùi ngắn này size S. S eo này là 61 cho đến 68 của Old Navy. Old Navy 70k. Mã HT 50 cho Vân Ngọc Vân Anh. Một con màu rêu size M. Size gì em nhìn không rõ luôn. À size 4 SM. SM eo này 70 đổ về. Eo 63 cho đến 70. Cái này nó là một lớp nha, dạng như đùi ôm mà nó may kiểu. Nó là đùi ôm mà dạng nó may kiểu gì nha. Cho mấy chế 60 mã rêu. CK nè. Size M. Eo 72 đổ về thôi, M nhỏ nha. Eo 72 đổ về. Cộng dây nhỏ xíu xíu. Không dám căng ra nó giục luôn. Cái mấy chế con này 90k. Mã tím. Con này cũng đẹp nữa là gió mềm. Size SM eo 72 đổ về luôn. 90k. Mã phối xanh. Under Armour. Hai lớp. Size M eo 67 cho đến 73. 100k mã hiệu đen. Lên cái kiểu cọ hoàng ngoại gì nữa đi. Size ML. Size L nhỏ. Size L nhỏ eo này là 73 cho đến 77. Mà mè dễ thương quá, mới lắm nha, mới chế 110. Mã rằng 100 cho Vân Ngọc Vân Anh. Vân Ngọc Vân Anh 100. Trắng cô yến size M lớn, L nhỏ bon chen ngực 86 cho đến 90. 50k mã yến. Màu đỏ. Size M ngực 83 87. Này nó giống như chất y chang như của Adidas, đẹp. 90k mã đỏ. Cái này size S 50k mã Y. Rồi con này size XL ngực 8994. 80k mã áo. Cái này có mút mập nha. Mã đỏ 90 cho Đỗ Liễu. Đó có mút tập SM. SM ngực 84 đổ về của Kalenji là 40. 40 mã hiệu xám. Đỏ em hết rồi mấy chứ. Size XL, quên size L. Ngực 8993. 60k mã trắng. Đây một con hiệu Victor size XS ngực 81 đổ về nè. Của Victor. Mới giả men luôn, 120. Này nó là lưới nha, mút liền mỏng thôi. Mã hiệu đen. Size L eo 73 cho đến 77, 90k mã rêu. Size M L eo 72 76 60k mã phối. Một em size M eo 70 75 100k mã sọc. Cái này là Adidas size M
eo 67 cho đến 73. Có cái khóa phía dưới nè. 110 mã nâu, cái màu nâu nâu. Nâu nâu. Nâu cho Phan Huyền Trân 110. Xanh xanh mờ eo 67 cho đến 73. 68 73. 130 mã xanh. Size L nè, con này xinh quá nè. Eo 76 cho đến 81, L lớn. Khác. Eo 76 cho đến 80. Size L lớn, XL con trang. Eo 76 80. Mới cứng luôn nha mấy chế. 90k. Mã 80. Một con hiệu size F, eo 68 đổ về 70k. Mã ngầu xanh cho The Nguyễn là 130. Rằng ri cho chị Phạm Thị Năm 90. 80 là gì chế? Cái này hả chế 90 đúng không? Em nói như vua này. Con này size L. Size L eo 73 77. 65k mã beo. Một con hiệu anh ta size M eo 66 72. 80k mã phối xanh. Con rằng ri này nãy em nói 90 đúng không? Phạm Thị Năm 90. Cái này có cái thanh chống cuộn nữa nè. Nhưng mà cái này giống như cái gen á, nó hơi mỏng nha. 50k. Để cái gen ôm bụng á, 50k mã gen. Beo 65 cho chị Phạm Thị Năm. Khối cam, khối xanh chứ cho Lan Nguyễn 80 hiệu anh ta. Lan Nguyễn 80. Size LXL eo 77 83 60 mã lưới. Em này size M. Còn tem là mấy trái M lớn nha. Eo 72 77 tầm L nhỏ bon chen. Em mấy trái 90 nè, mã mới. Size S eo 67 đổ về 65 luôn. Mã 65. Con này ngộ ha, dễ thương nha. Size ML Alexander. Eo 71 cho đến 76, 60k. Mã túi, quần ố nó cắt xẻ kiểu dưới đây nhìn nha. Mã túi 60. Một con hiệu Mulawe của Hàn Quốc tiếp. Con này size 4 tầm S, M, eo 63 cho đến 69. 63, 69. Mới lắm, mới luôn nha. 150. Mã Coban. Túi 60 cho Lan Nguyễn. Mã Coban 150. Tiếp một con hiệu size S. Eo 55 cho đến eo 55 cho đến 64. Màu đỏ đô nè. 140 mã đô. Đùi gió size M, size S thôi của Cifiline nha. Eo 69 đổ về. Túi nè. 70k mã kiểu. Quần Adidas size L. Eo 74, 78. Nó phối nè, nó mai nhiều đường. Cái này hơi bị dính gì xíu à. Eo 74, 78 nó dính gì đây tí nha. Em cũng chưa có gặp, em chưa biết. Thôi em xem cho mấy chế 70k đi.
mã sale. Hiện nay size L, L nhỏ luôn, eo 73 cho đến 72, 76, 110 mã 76. Một con áo nè, size S 100k mã áo 1, một cô ban 150 cho The Nguyễn mã 76, 110 cho Lan Nguyễn. Này với này tưởng giống. Mút liền cái áo size M. Mút liền trắng tinh thì mấy trái size M nha. 90k mã áo hồng. Một con hiệu cổ yếm size S siêu đẹp luôn. Người 82 đổ về thôi. 120 mã yếm, kiểu này quá đẹp. Áo hồng cho Phạm Thu Trang 90. Em này size M, chất gió rất là xinh, mờ nhỏ thôi, eo 71 đổ về nha, 65 cho đến 71. 80k mã đẹp. Một con hiệu ít size S luôn. Eo này 66 đổ về. Nó như cái váy. Có đùi bên trong nha mấy chế, 70k mã váy. Size ML eo 71, 72, 77, 65k mã 77 đẹp. 80 cho Suri. Thấy nhưng mà Nguyễn Nga chốt sao? Suri 90. Có đơn inbox nha Suri. Size XL 60k mã lưới đen. Size SM eo 70 đổ về, 60k mã 70. Này rất là đẹp luôn. Size L nhỏ tầm M là được. Eo 71, 76. Eo 71, 76. 75k mã xanh. Y phối xanh em còn nè. Ok. Phối xanh em còn con size M nhỏ nè mấy chị. Dính cái gì vậy ta? 80k hiệu anh ta nè, hiệu ít nè. 80k mã phối xanh. Này để em giặt cho, thì nào nó ra máy tính. Wow, dáng này là đẹp nè. Đùi size M nhỏ eo 67 cho đến 73, dáng xòe luôn nha mấy chế. Dáng như cái váy vậy đó. Rất là xinh, 80k mã xòe. Phối xanh này cho Phan Thu, Phạm Thu Trang. Xong rồi để riêng, để nữa ta giặt cho nó có ra. 80 size F. Cặp rất là cao, eo 55 cho đến 63, size S phơm nhỏ. Xòe nè, 80 cho Trân Phan. 150 luôn nha mấy chế, mã xanh cao. Rất là mới. Size F cổ yếm nè. 70k mở yếm. Size M. 70k mã nâu tay. Ngực 83, 87. Con này mút liền size XL, ngực 90. 92, 97, mút liền 50. Mã liền đen. Nâu tay 70 cho Phạm Thu Trang. 70. Con này mút liền nữa nè.
size M lớn ngực 80 86 90. Cái này nó hơi mềm mềm mà cho mấy chế mặc hai áo bra nha, 35k mã dây 35k thôi, nó hơi bị mềm mềm mấy cái dây này. Mặc hai áo ngực cổ yếm size S ngực 82 đổ về 50 mã yếm đen. Em này size ML. ML nha, 50 mã cam. Ngực 8792 ML, size L luôn. 35 cho chị Phạm Thị Năm. 50 mã cam. Con này siêu đẹp. Size ơi bị dơ nữa. Size SM 82 86 bị dính dơ này để em giặt. 90k mã 86 cam cho Phạm Thu Trang 50. Ôi nãy giờ em like đủ thứ mà mấy chị như trên trời rớt xuống vậy. Size S nhỏ nè, eo 55 cho đến 63 tầm XS 60k mã nhỏ 86. Là cái nào? 86 là cái nào vậy mấy chế? Em trả lời xong là em quên liền. Cái này hả? Yếm 50 86 là cái gì vậy Vân Ngọc Vân Anh? Cái đẹp đẹp xanh dính dơ hả? À cái này để giặt nha. 90k Vân Ngọc Vân Anh 90, xong rồi để riêng đi. Còn con jogger size S nè, có túi chất nỉ da cá 70k dạng bo nha. Size S mã bo 70. Size M hiệu CP Line cổ yếm 65k mã lưới xanh. Hello. Size 2X eo 81 cho đến 87 80k mã sọc xanh lưới xanh là 65 cho Phạm Thu Trang. Size XL mút liền ngực 8 ngực 90-95 XL mút liền ngực 90-95 55k mã liền đen lưới xanh ánh ngô sao. Size ML ngực 87-92 65k mã vàng sọc xanh bé mèo. Cái này là 2X nha, eo này là phải trên 80 nha, 82-87 á. Vàng cho Bùi Thu Thủy hay Thúy không thấy được, Bùi Thu Thùy đố thấy được tên, em phải chụp hình xong zoom lên. Bùi Thu Thủy nhưng mà do viết dấu em cũng không có thấy, mắt không thấy được. Eo này 80 nãy nói gì ta, 81-86 nha. Chế bé mèo có vừa không, sọc xanh. Size XL eo 81-86 luôn 60 mã sọc xám. Bé mèo ơi có vừa không? Con lung lung này nó dính màu một tí xíu ở đây nè.
cái này cũng là mờ á, con này tầm size L, này tầm size L nha, ngực này 90-94 dính màu ngoài sao nha, cho mấy chế 80k mã nâu, ngực 90-94 size S 50k mã xanh. Con này của CK, nó là cái line nó lật lên vậy nha, size S nhưng mà form M, eo 6873 70k mã hiệu nâu 80, nâu 80 cho Phan Huyền Trân, Phan Huyền Trân 80, mã hiệu 70 cho Phạm Thu Trang. Cái đó để riêng, cái này cũng để riêng luôn đi con. Phạm Thu Trang 70, size M cổ yếm 35k mã yếm đen. Con này cái cài này size L nhưng mà form M thôi nha, eo này là 74 đổ về, 80k mã cài. Cái chế nào size XL 2X bông chen, eo 82 cho đến 87, rất là mới, 80k mã xanh mới. Size S ngực 82 đổ về 55k mã mịn. Size M nhỏ ngực 85 đổ về 60k mã dây cam. Con under này size M nhỏ hơi nhăn ngoài sau tí xíu, phần này thôi căng ra không thấy, 40k, 40k mã hiệu đen, dây cam cho Bùi Thu Thủy 60. Size L eo này là 74 cho đến 78 của Zara. Màu hello Liên, màu hơi rêu rêu nha, 90k mã khóa. Con này là size S, size S ngực 80, 81 đổ về dáng crop top, 70k mã crop. Cái áo size S luôn, ngực 82 đổ về 80k mã áo. Áo hiệu Civiline, cái màu hồng nó nhạt nhạt nha, size S ngực 82 đổ về luôn nha mấy chế. Màu hồng này nó hơi nhạt nhạt nè, em sale 35k cho mấy chế, mã hồng luôn. Màu em màu hồng size S, eo 60-67 cạp cao hồng 35 cho Thùy Trang, cạp cao chất mịn 110 mã hồng cao. Không, em không có tập hiệu. Quần anh đã mo size S luôn, eo 55 cho đến 64, 100k mã sale. Em đã đọc số đo mấy chế coi và chốt kỹ nha, cái đổi trả nó mất cái vía, đơn đổi 52kg mà lấy size S sao được. Áo kiểu nha, mới lắm, có sẵn mút size S, rất là xinh, dạng như là có mút nó chất mát mát nha mấy chế, 60k mã ba lỗ. Size S ngực 82 đổ về chéo chéo lưng là 50 mã chéo. Con này crop top size L, size L ngực 90 đổ về 50k mã crop, kiểu cho Liên Lê 60. Con này chất cô tông nha, kiểu nó mặc lên nó sẽ căng ra nha,
size M đó. Nó chất cô tông mặc lên nó căng ra nha mấy chế, sale cho mấy chế 60k. Mã dây xanh, mã chéo, chéo này là size S ngực 83 đổ về thôi nha. Em đọc số đo kỹ mấy chế, coi theo số đo 50 cho Ánh Ngô con cờ rớt nè, 50 cho Bùi Thu Thủy, dây xanh 60 cho Phạm Thu Trang. Size S ngực 81 đổ về, có cài sau 50k, mã đen cài. Dây xanh là Phạm Thu Trang 60. Rồi này là Bùi Thu Thủy 50. Bùi Thu Thủy là 50. Size M 45k, mã dây hồng. Con này size XL không có, còn không có hàng để phui nữa. Size XL ngực 8994 mút liền, hiệu Domios nè. Hiệu Domios 55 mã liền đen. Dây hồng 45 cho Hoàng Anh. Một con hiệu Civiline size S cổ yếm nè. 50k mã yếm S. Liền đen cho Trân Phan 55. Con này đẹp nha, nhưng mà nó cái này phải cắt nhét mút nha, chứ nào lấy thì báo em cắt nhét mút cho. Cổ yếm rất là xinh, size M, chất mịn nè. M này M lớn ngực 85 đến 90 cũng được, co giãn tốt. Ngực 85 90 90k. Mã yếm xanh. Cam size SM. Size SM 40 mã cam. Yếm xanh cho Phạm Thu Trang 90. Phạm Thu Trang có nhét mút thì báo mình nha, 90. Một con VFU size S nữa. Mới cứng luôn, ngực 82 đổ về. Ok rồi, để riêng con nó đi. Ngực 82 đổ về 100k mã hiện tím. Size M ngực 83, 87, 60 mã trắng kiểu. Size M 35k mã gân. Chế nào lấy con S nhỏ không? S nhỏ XS nha, ngực 75 đổ về 50k mã hiệu nhỏ. À, mã trắng cho Nguyễn Nga 60. Tím, hiệu tím, hiệu tím không? Ánh Ngô, hiệu tím là cái này đúng không? Hiệu nhỏ cho Hoàng Anh 50, cái đó 60. Rồi, Hoàng Anh 50. Ánh Ngô là cái hiệu tím là cái này hả? Tím không? Em đọc hiệu tím mà. Ngực size S là đa số 77. Size 2X ngực 1 trên dưới 100 nha. 50k mã to. Rồi Ánh Ngô 100. Khóa size S 35k mã khóa xanh. Con này size LXL ngực 90, 95, 40 mã dây đen. Con này SM ngực 83 đổ về của Civiline 50k mã nâng. Em này HM mút liền. Mút liền size ML nha mấy chế, ngực 88 cho đến 93 của HM nè. À, em nhớ có cái quần này. Mút liền rất là xinh luôn, 90k mã hiệu. Khóa xanh 35 cho Hoàng Anh. Mã hiệu em lên mới quần nha. Hiệu 90. Để lát lục cái quần này đi. Bây
giống không? Nhớ bữa có cái quần 90 cho Phan Phạm Thu Trang. Con này hiệu iBody SML 67 cho đến 74. 67 74 size M. Màu rất là đẹp, 150. Mã hoa. Size L nhỏ eo 74 70 này, size L chuẩn eo 74 79. Màu tay tay quần 7 tấc. 90k mã tay. Hoa 150 cho Phạm Thu Trang. Size L eo 74 78 60k. Hoa hết rồi chế 60k mã phối. Size M eo 67 73. 80k mã sọc xanh. Size M eo 66 73. 100k mã hồng. Quần cho bé nè, 32kg đổ về 35k. Người lớn 40kg mà cũng được luôn. Mã bé. Size LXL eo 79 85. 100k. Mã 85. Size S eo 55 cho đến 64. 80k, dưới đây nó cắt kiểu này nha. Mã xám. Size F 70k, mã cài, mấy con cài này nó mới lắm. Em lục hồi kiếm được không? Size S luôn, eo 55 cho đến 64. 80k. Mã số 3. Con này size L eo 73 78 100k. Mã khóa. Đây còn con chất mịn này đẹp lắm nè. Thế nào size M chuẩn M. Chuẩn M chất như lu lu luôn. Eo 70 cho đến 76 được luôn, co giãn tốt. À. Cái gối này nó hơi bị ấy nha. Cái gối này nó hơi bị giãn rồi. Để em cắt cái like để em làm quần ngố. Size L eo 73, 78 150 mã loan. Chất này nó dày đó. Dày đẹp. Đây còn con hiệu Nike này là size S nữa nè. Eo 60 cho đến 67. 125 mã 67. 2X eo 80 83 88 60k mã to. Ôi, một con uni size XL nữa nè, eo 80 86. Uni Willow size XL. Màu xanh xanh 120 mã xanh. Chun mông. Con này size L nhỏ nha. Eo 75 đổ về thôi. Eo 70 75 mà kẹp. Mới đẹp luôn, 110. Mã xanh 2. Một con màu nâu tây size 6 nữa nè. Size 6 là SM, size M nhỏ. Eo 67 cho đến 72. Xanh 2 cho Phạm Thu Trang. 110. Này siêu đẹp nha mấy chế, chất dày lắm luôn. Mới dày mới đẹp. 150. Mã hiệu 2. Xanh 2 hết rồi. Uni size S eo 59 cho đến 67. 5967. Dưới đây nó là cái đường ấy luôn á, hiệu 2. Hiệu 2 cho Thùy Trang. 150. 100k. Nó đường đường may như là đường dán luôn nha.
100k mã hiệu ngố. Con áo su nè, size M 35k mã su kiểu. 12 là cái gì ta? 12 là cái này hả? Hay là hiệu 2 mà nghe 12. Size S. Size S là màu hồng hồng. Ngực 82 đổ về. 70k mã dây hồng. Size L. Ngực 88 92. 8792. Cổ yếm 70k. Nó lại dính. Mã yếm. Để ra giặt nữa mấy chú. Hiệu Sifila size L nhỏ. Ngực 86 90. 50k mã hở lưng, kiểu đó lên form đẹp. Size LXL eo 79 84 60k mã 84. Size L, size L eo 73 78 60k mã beo hở lưng 50 cho Phạm Thu Trang. Con hiệu nay này size F bị răng tem nhẹ đây. Ngực 80 đổ về mút liền. 35k mã liền đen. Size XL ngực 93 99. Hiệu anh ta 60k mã hiệu. Size S ngực 82 86. 60k mã khóa. Không có của nam. Size S mút liền của nay 60k luôn, mã liền. Con này SM 30k mã dài. Size S dáng rớp tớp, ngực 81 đổ về, hiệu Domios 50. Mã crop. Một con Puma. Size S ngực 84 đổ về, 110. Mã sọc hồng. Con này nó đánh ít L mà tầm L thôi, ngực 88 92. Mút liền. Khóa là hiệu nay nè, 110. Mã liền đen. Con này mút liền size M. Size M nha mấy chế, 60k. Mã liền hồng. Sọc hồng cho Thanh Thanh Phan 110. Size XL. Size XL ngực 91 96. 50k mã XL. Em này size M có cái khóa phía trước mút liền. Ngực 83 87. 83 87. Tám tư tám tám 50k mã phối xanh liền đen. Liền đen là cái này 60 hả, size F đúng không? Trông như là 60. Còn cái này là 110 là mã hiệu đen size LXL. Một con hiệu nữa nè. Đúng rồi, nhưng mà nãy lên hai mã, cái size LXL, cái size S. Đây con này là size S luôn, eo 58 cho đến 66. Cạp cao chất mịn. Cho mấy chế con này 130. Mã hồng mịn. Size S dáng rất tốt. SM ngực 84 đổ về nha, 70k mã 70. Hồng mịn thùy trang 130. Size S,
Sẽ ép cạp cao thì cao. Eo 55 cho đến 64. Này mới lắm luôn. Mới cứng luôn nha mấy chế, 160 mã xanh mới. Rebook XS nhưng mà tương đương S. Eo này là 58 cho đến 65. Xanh mới 160 của Minh Nhật. XS XS của Rebook 150 mã sọc xanh. Cái eo 60 58 tới 66. Size M 35K mã đen. Cổ yếm size M 60K mã yếm 3. Size S. Size S này 35K thôi. Mã yếm xanh. Yếm xanh. Con hiệu Hàn Quốc gì nãy nên là giống cái con hiệu màu xanh nãy. Con này cũng size S nhỏ nha. Eo này 55 cho đến 63. Ủa hồi nãy lấy nai đen lớn hả? Lấy con này hả Châu Như? Cái con 110 đúng không? Chứ không phải con. Con 110 chứ không phải là con 60 đúng không? Châu Như 110. Yếm 3. Bỏ cái kia ra. Yếm 3 của Hoàng Anh 35. Để riêng cái 35 luôn. Eo 64 đổ về nha. Size S 130 mã xanh đen. Cũng con hiệu Anda. Anda size 4 SM. Eo 63 cho đến 70. Con này quá đẹp luôn mấy chị. 140 mã xanh 3. Nhiều ai body size ML eo 73 77. 70K mã gió. Mã gió. Ôi nãy giờ em lên quần quá trời đó. Xanh 3 cho Bùi Thu Thủy. 140. Con binh này là kiểu thôi. Size M. Chất co giãn mềm mềm mát mát nha mấy chế, 60K. Mã chữ. Con này Victor size ML. M lớn, M cúp B nha. Ai cúp to thì hốt của Victoria. Size S nhưng mà này tầm M á, form này nó to. Ngực này 84 cho đến 88 nếu mà cúp to, còn nhỏ hơn xíu thì tầm 86. Chữ là 60 cho Bùi Thu Thủy. Một con hiệu Victor nha mấy chế. 135 mã họa tiết. Size M nhỏ. Ngực 86 đổ về. Ngực 86 đổ về. Mới lắm luôn. 150 mã phối 3. Mã chữ rồi họa tiết 135. 135 của Phạm Thu Trang. Con này của Uniqlo này là size M. M nhỏ nha. M nhỏ thôi, tầm S lớn bon chen. Ngực này 85 đổ về, dáng rất tốt. 80K hiệu Uni. Mã crop phối 3 cho Thanh Thảo. 150 size M luôn. SM thôi, ngực 84 đổ về nha. Bảy mươi k mã cam kiểu. Mã crop 80 cho Hoàng Anh.
70 mã cam kiểu rất là xinh, size S thôi, ngực 83 đổ về. Mút liền. Size S lớn, ngực 84 đổ về mút liền. 90k mã liền đỏ. Không em ơi, nói chung là chị mới đưa qua mà chị còn không biết nó ở đâu mà nó còn hay hết nữa. Hỏi chị là kể như là mù nha, cứ coi. Áo bra 20k mã bra. Cam kiểu đó là ngực 80. Em đo cho nha, để về mà không vừa rồi mất công đó. Đo chân ngực cho mấy chế. Chế cứ tự nghĩ mình nhỏ mà thực tế mình không có nhỏ. Rồi ngực 83 đổ về. Ai thích mặt ôm thì 84 bon chen, còn mặt đẹp là 80-81 nha. Đó, Kim Tuyền Nguyễn có ok không? Hai con nó cỡ cỡ mà cái này nó có cái cúp thì nó được 84-85. Nói chung tầm S. Có vừa không chế ơi, để em đếm chốt người sau. Size M. Size M hiệu hét, ngực 84 cho đến 88. 84, 88, 50 mã hiệu xám. Vậy là lấy cái cam kiểu này ngực 83 đổ về là mặt đẹp nha. Cho Kim Tuyền Nguyễn 80. Rồi để cho Liên Lê liền đỏ 90. Hiệu xám cho Nguyễn Đức Đăng Khoa 50, có cần nhét mút không? Nguyễn, cái đó Liên Lê 90. Nhớ chế nói là cái áo kia chế mặt không vừa. Size XL 78 cho đến 84. Eo 78, 84, 90 mã đen. Hàng si nha. Khỏi mút ha, 50 cho Nguyễn Đức Đăng Khoa. Nên em sợ cái mã cam đó không vừa. Con này LXL luôn, ngực 89 đến 94. Sifi Line hở lưng là 50k mã hở lưng. Em có ghi là tập si mới khui mã vô. Em có ghi cái cáp luôn. Size SM, eo 62 cho đến 68, 90k mã rằng. Chế nào mà cái con này ghen gì không mới chết. Size L là 20k. Nó như chất ghen á, mặc ấm cũng được. Mã 20. Rồi con này SM, eo 63 cho đến 69, 90k mã xanh. Đây một con hiệu của HM, size M, eo 6974, 80k mã gió. Size M 60k mã xám 60. Con này size nó để M nhưng mà phơm này to nha, tầm LXL luôn. Eo 79 cho đến 84 hiệu nay. Cái nào to to hút con này 90k mã đỏ đô. Gió 80. Gió 80 cho Bùi Thu Thủy. Em này SM eo 70 đổ về lưới lỗ phía dưới nè. 70k mã lỗ. Size M eo 67 cho đến 73, 70k mã xanh. Con hiệu HM, size M eo 69 đến 74, 120 mã 12, xanh 70 cho Phạm Thu Trang, xám 60 cho Phạm Hồng Hạnh. Có đơn chủ động inbox giùm cho em 100k là em đi đơn nha mấy tình yêu. Cố gắng chốt đủ 100k em ship nha. Size S nhỏ của anh Đạt Mo eo 55 đến 63, 110.
Mã hiệu 60 Phạm Hồng Hạnh 60. Còn cái đó của Bùi Thu Thủy đó 80 là cái đùi đó. Cái này size S luôn em, 65 cho đến 55 cho đến 64. Có cái khóa phía dưới nè. Hiệu Domios 130. Mã xanh đen. Size ML 73 77 70k hiệu anh ta, mã ngố. Đó, nó nằm trên cũng ở Bùi Thu Thủy. Biết chưa? À. Ờ à, đúng rồi. Size S nè của Uniqlo, ngực 81 đổ về mút liền 45k. Mã liền xám. Size XL hiệu Champion, ngực 91 96 50. Mã dây đen. Size S 50 mã crop. Con này size L ngực 87-92 40. Mã lưới đen. Body suit này về mình có chỗ gắn cái dây nha mấy chế. Size S M là 40k mã body. Size L ngực 82 cho đến 86 cho đến 92 35k. Mã tương tác lưới đen 40 cho Phạm Thu Trang. Con này là size XS nhưng mà form S, ngực 83 đổ về 60k mã sọc. Size XL ngực 90 95 30. Mã 30. Con này nó để M nhưng mà form nhỏ tầm S là được, ngực 82 đổ về 50. Mã gân. Size M hiệu Nike ngực 83 87. Ngực 83 87 100k mã loan. Tiếp. Nhớ có đơn inbox cho em nha mấy chế. Đủ 100k là em ship nha. Màu gì đây? Tím tím gì đây? Size S em 60 cho đến 66. 120 mã tím đậm. Quần chính tất. Còn con lâu tay nữa là size S luôn. Chất này đẹp. Eo này là 55 cho đến 64. 55 tới 64. 150 luôn. Mã tay 3. Mới lắm luôn. Zoano size XL eo 78 đến 84. XL nhưng mà form này tầm L là được. Loan hả? Loan 100 cho Phạm Thu Trang. Tầm L là được nha. 90k. Mã phối xanh. Tím đậm nè. Tím đậm 100. Mã nói nhiêu ta? 100 đúng không? 100 cho Mai Thảo. Cái quần tím Adidas này size L, XL. Size LXL, eo này 670 75 đến 80, quần hơi xung xung nha. 80k. Mã suông. Con Victor này size S. 34B. SM size M nhỏ. Mút liền. Ngực này tầm 80-85 thôi, tầm S nha. Máy chế 100k mã lưới đen. Size L dáng rất tốt. ML ngực 90 đổ về 75k. Mã 75. Cái đó chính tất. Em có báo là chính tất mà. Đây, màu nâu này size M, M này eo 69 đến 74. Cái này cái quai mình quấn vô cái cổ chân hay cái bàn chân gì đó. Có cái kiểu này. 130 mã. Mã kiểu đi. Size 2XL. Eo 83 cho đến 89.
8389 50k mã to 130 cho Phạm Thu Trang. Size XL eo 78 cho đến 84. 90k mã đen. Nãy em đang định kiếm cho chế con size L eo 73 cho đến 78, eo 73-78 màu xanh đậm đậm nè, 120 mã xanh lưới. Em môi khúc này em kiếm con này size ML eo 72 cho đến 77, 150. Cặp út này nó dày lắm. Mã 15. Adidas này là size M nhưng mà form L nha. Eo này 75 cho đến 80, 120. Mã sọc 15 cho Phạm Thu Trang. Con này size L mà form M. Hiệu nay 120, có đùi bên trong nha, mã váy. 150, một con hiệu I body size S, eo 56 cho đến 66. 130 mã hiệu xanh. Cố tình kiếm cái quần của cái gì đó HM, cái màu reo y chang cái áo nãy chế nào mới chốt được. Mà đây đây đây, cái áo của Phạm Thu Trang đúng không? Size M, M lớn này eo 70 cho đến 75, eo 71-75. Y như cái áo nãy chế nào chốt được mút liền á, cái màu đưa vô một tông. 130 mã 13. Hình như là của Phạm Thu Trang thôi. Không có Phạm Thu Trang có cái áo giống gì. Đưa lên coi nó giống không? Áo HM hình như nó hơi sáng màu hơn xíu. Đây đây. Rồi y chang. Không, cái màu reo reo. Rồi đúng rồi. Hồng ở dưới kìa. Giống hệt luôn. Phạm Thu Trang không. Rồi Diễn thấy rồi. Thấy đó, Phạm Thu Trang 130. Cái quần đó không? Diễn mới thấy qua đó. Ừ. 130. Cái nào chị? S hay M là nào? Cái quần HM hả hay gì? Size L eo 78 đến 83. 7782 của Anta 110. Mã sọc. Con này size S lớn eo 62 cho đến 69. 70k mã sọc đỏ. Một con hiệu của Úc. Size M eo 67 cho đến 73. Quần đó size M eo 67-73. 130 mã xám kiểu. Cái này mặc lên cái ra cái chân nó dễ thương lắm. Xám kiểu. Size này size L của HM mà tầm XL. Cái eo này là ta 80 cho đến 85, 90k. Mã 90. Size L. Size L mút liền. Ngực 8792. 8791 thì 40k, mã liền xám. Size XL. 40k mã tương tác. Con này size L 50k. Ngực 8792 mã phối. Con này S lớn M nhỏ, ngực 84 đổ về 55k. Mã dây xám. Con này nó đánh M nhưng mà form S nha, ngực 83 đổ về 60k. Mã yếm xanh. Màu em hiệu Cifiline. Rất dai, rất là đẹp. SM eo 71 đổ về. Eo 63 cho đến 70 là mặt đẹp.
Oxy Philae là 130. Mã SM. Em Lulu này là size 6. Eo tầm 68 cho đến 73. 68 73. Dính gì đây nữa à? Ờ, cào nó ra. Dính bụi thôi mấy chế. Rồi cho mấy chế con này 170. Mã 13. Size M. ML nha. ML cho mấy chế con này 80k mã cài. 13 cho Phạm Thu Trang. 170 nữa. Phạm Thu Trang. Size ML 90k mã xanh đen. Nó để ML nhưng mà eo tầm 74 đổ về thôi. Adidas này size M. Size M, M nhỏ eo 6672. Eo 6672 cho mấy chế 140. Mã 72. Ôi em có con đùi gió của NI người yêu cũ NIC. Con này size M nha. Gió rất là đẹp. Size M cho mấy chế con này 100k. Mã gió 2. 72, 72 rồi chưa? 72 140. 140 nè, cho Bùi Thu Thủy. Cái này 100k mã gì đó, quên. Con này tầm size M eo 74 đổ về. 80k mã phối hồng. Màu tím chất mịn cạp cao. Size M nhỏ luôn eo 66 cho đến 72. 130 mã tím cao. Này nó mới lắm. Màu ghi ghi nữa nè. Rêu rêu M nhỏ luôn eo 66 72. Mông to. 120 mã mịn. Size L. Con này eo 73 cho đến 78 100k. Cái lưng nó chéo gì nha. Chế hay có cái áo chéo chéo mặt này vô mình xét. 100k mã chéo đi. 2X ngực 94-98 35k mã hồng. Rồi SM ngực 82-86-80 mã áo 4. Size S 35k mã khóa. Size S 35k mã tương tác. Mã hồng. Mã hồng này size to mà 2X lận. Ngực 94-98 lận cherry cho anh size to. Size XL ngực 92-98 60k mã 98. Áo 4 80k mấy chế coi dùm em. Đừng kêu coi lại nữa em mất thời gian lắm. Em chuẩn bị hết giờ. 98 cho anh Caron. Là cái nào trời? Em đâu đọc mã 98 đâu. Cái này là khóa hồng là ngực 9298 là 60k. Còn cái này là mã hồng 35k là ngực 9498 nè. Chế lấy con nào? Con này 2X. Con này 1X. Lấy con 60 anh Caron. Rồi con này SM 70 đổ về phối lưới là 50k mã lưới đen.
size M nhỏ ngực 84 đổ về, căng ra nó hơi răng răng tem đây nha, 45k. Mở 45. Size S 70k. 70k mã kiểu. Ừ đúng rồi, nghe lộn mã size. Size L ngực LXL ngực 94 đổ về. Size L thôi, ngực 91 đổ về nha, 50, mã xanh. Size S ngực 80 đổ về. 70k mã nhỏ. Con này size S luôn. Ngực 82 đổ, ngực 80 đổ về của Puma. 90k mã sọc. Size XL 92 98 nè. 60k mã liền. Con này cũng 2x nha, ngực trên dưới 100, 50. Mã to. Này dáng crop top là size M ngực 85 đổ về, 50. Mã quay. Cái này XL 30k. Mã 30. Size M 50k luôn, mã yếm cam. Áo kiểu này mấy chị, 50k. Size S mã kiểu. À mua cho chị hả? Ok, 30 cho Cherry Trâm Anh. Size S mã kiểu. SM 35k mã xám dài. Một con Puma nữa nè. Size S ngực 82 đổ về này, nãy chính là rồi dây nhợ nè. 90k mã hiệu đen. Size M eo 72 cho đến 76. 50k mã 76. Con vép U này nó hơi nhăn ở đây một xíu. Mặt mình mặc vô nó căng ra thì không có thấy. Size S ngực 82 đổ về. 50 luôn. Mã 82. Rồi con này size M ngực 85 cho đến 90 luôn, to giãn tốt. Kiểu sexy rất là xinh. 70k mã sexy. Này 2XL luôn, ngực 95. Này ngực 96 tới 102. 60k mã liền tím. Chế nào cúp hơi to to lấy con này. Cúp này cúp D nha, size M nhưng mà cúp phải to, 70k. Nhiều Adidas nè, mã cúp to. Cúp quá to. Đây một em sexy size M. Ngực này là 84 cho đến 88. Tầm 87 đổ về là mặt đẹp, ai thích ôm thì 88. Mới lắm luôn, 75k. Ôi. Nó bị vuột cộng chỉ ở đây rồi. Phải về phải đạp một sợi chỉ vô đây nha. Em cho mấy chế con này 50. 50 nha mấy chế. Về mai cộng chỉ vô nha, nó bị vuột mã 50 luôn. Có cái đồ nhắc không con? Hãy qua đây coi. Màu em hiệu Nike bút liền. Size M ngực 84 đổ về. Đâu? Đâu rồi? Đâu? Đóng nào? Rồi nhớ xuống rồi. Để đây mai lại. Nó màu đen mình mai lại không có thấy cái đường chỉ đâu. Để chơi không lấy em mai, để em đi mai. Ủa lên con này rồi mà. À hiện nay
hiện nay size L nhỏ, ngực 83 cho đến 87 mút liền nè. Cái này nó căng ra thiệt là căng, nó đứt cái đuôi tí xíu nha. 50k mã liền đen, một con size M còn tem mới mút liền. Chất này là chất cô tông, có thể mình mặc thành áo ngực luôn. 95 size XL. À, 60k mã liền trắng size S, ngực 83 đổ về. Một con Under Armour size M, ngực 83 cho đến 87. 95 là cái mã nào Trường Phú? Ngực 83, 87 của Under Armour size M nha mấy chế. 100k mã liền đen. Một con dạng áo cổ yếm nữa là size M. Size M cổ yếm này mấy chế, 60k mã yếm lưới liền đen. Liền đen cho Nhàn Thanh 100. Nhàn Thanh 100. Ui nãy chế nào chốt sao con này ta? Size S, nhưng mà con này size S rồi. Ngực 80 đổ về thôi nha, của Uniqlo. Ngực 80 đổ về thôi, 80k mã crop. Mã này 60k size S nha, ngực 80. Nó để M nhưng mà này ngực 84 đổ về thôi. Ngực 84 đổ về 60k đúng thì ok nha Trường Phú. Crop này nãy nhớ Hoàng Anh được mà ta. Chế Hoàng Anh hay là chế nào được, em nhớ nãy chế nào được một cái này xem M rồi đó. Thôi để cho Loan phát đi. 80 mới tin. Size M luôn. À. Vậy để Hoàng Anh đi con. Của Hoàng Anh chốt trước 80. Rồi con này size M nhỏ, ngực 86 đổ về, 60k mã dây tím. Dáng crop top size L, ngực 90 đổ về, 60k mã dây đen. Sợ mấy chế chốt về trùng nhau. Size M 90k mã cao, dây tím cho Hoàng Anh nè. Nãy nói như 60, dây đen 60 là cho Phạm Thu Trang. Size S hiệu Anh Ta, eo 62 cho đến 68. Hiệu Anh Ta eo 62, 68, 120 mã hiệu. Đó, cái đó của Phạm Thu Trang. Size L eo 74 cho đến 79. Này 75, 79, 100k mã 79. Con này S nhỏ nha, của Adidas, ngực 77 đổ về thôi. Cho mấy chế con này 60k mã nhỏ. Mấy cái hiệu này size nó nhỏ xíu xíu. Mút liền, mút liền size M L, ngực 86 90. 65k mã sọc. Size L eo 76 cho đến 80, 70k mã tím. Sọc cho Phạm Thu Trang. 65. Sọc hết. Size S lưới lưng ngực 80 đổ về nè. 40 mã lưới đen. Size S hiệu Asics eo 56 cho đến 65. 80k mã S80. Này kiểu gì đây? Size M eo 67 cho đến 73.
Cái này dáng thể thao 90k. Mã thể thao. Con này là size S ngực 82 đổ về nè. 45k mã mới. Thể thao 90k cho Cherry Trâm Anh. Size XL của anh Đờ nè. Ngực 91, 96, 75k mã hiện sáng. Size M 55k mã khóa đen. Con này size F ngực 81 đổ về, nó dính màu đây tí xíu rồi nha. Cho mấy chế 40k mã liền xanh. Hiệu xám là cho anh Caron là 75. Nè ngực 91, 96 mút liền nè, 60k nè. Mở loan. Con này 2X. À không, con này XL nha. Eo size L, eo 74 cho đến 79. 90k. Mã sọc xanh. Loan 60 cho anh Caron. À em có con này nó là 3 cái luôn. Ba cái ba màu giống nhau luôn ha. Cái này ngực tầm 92 á cho đến 100 cũng được, tại vì nó xé ra nè. Nó dán ở đâu cũng được. Và cái này cũng vậy. Màu đen. Màu đen thì em sale 65, màu hồng với màu xanh thì 70 mút liền luôn nha. Mã kiểu chế nào sai. LXL ngực tầm 92 cho đến 100 được luôn. Tại vì nó tăng đưa ra mình rộng chật gì cũng được nè. Chéo lưng ngoài sau. Có màu xanh, màu nâu với màu đen. Đen 65. Màu xanh, màu nâu 70. Chéo nào lấy nâu bấm nâu, lấy xanh bấm xanh. Lấy đen bấm đen. Đây, xanh nè. Còn nâu bỏ đâu. Đó, nó tăng đưa rất là tiện dụng. Mai mốt mình ốm hay ấy gì thêm cũng được. Mập lên ốm xuống cũng được. Rồi con này khóa nè, ngực 91, 96 nè. Màu bơ 70k nè, mã bơ nè. Màu nâu đúng không? 70k. Ghi anh Caron 70 nè. Nhớ mình chất đau khu này. Lạc đâu rồi. Lát chất đồ lại em mới thấy. Bơ cho Phương Trần. Phương Trần để vô cái rổ bữa hởm. Rồi size S mút liền ngực 81 đổ về 60k mã liền xám. Hiện nay size XS ngực 80 của anh Adidas ngực 80 đổ về. 130 mã sọc tím. Size S ngực 81 đổ về 100k mã áo. Rồi ML ngực 86 cho đến 91. 50 mã quay. Size S ngực 81 đổ về 45 mã cài. Đây XL ngực 91, 96. 50 mã xanh. SM eo ngực 85 đổ về nha. Ngực 80, 85 mút liền 45k mã liền sáng. Size S 60k mã khóa hồng. Đây có con HM nè. Size XL nè.
nó để L nhưng mà form này ngực 90 đến 90 90 96 luôn nha, size L lớn tầm XL, không có đồ bơi. 100k hiệu HM, mã dạ quang, size L 35k mã ren, size L XL, ngực 90 95 35 mã ren. Con này ngực 93 97 35k mã cài, size L XL, ngực 90 95 70 mã áo, XL nữa là ngực 90 95 60k mã dây, size M ngực 86 đổ về 50 mã yếm xám. Rồi size to thì nó cũng nhiều. Áo thun gân là mấy chế 30k, F size F 30 mã gân. Size L mút liền hiệu anh ta. Ngực 87 93 87 93 70k mã hiệu. Này size S lớn ngực 84 đổ về nè, rất là xinh nha. 60k mã sọc xám. Rồi mấy chế lấy gì thêm nữa đây em. Quay về em thấy thì em đưa lên. Size XL eo 82 cho đến 88 của F21 90k mã 90. Size F 70k mã đen cài. Này mới cứng luôn. Rồi mấy chế còn mấy con 2X. Còn một con size M ngực 83 87 45k mã 45. Rớp tớp là ngực 90 đổ về size L nhỏ 35k mã 90. Gì đây? Size M nè, 40k mã cam. Hoàng Nguyễn 90. Ồ, chế ơi cố gắng lấy đủ đơn nha. Em sắp xuống like rồi, 100k mới đủ đơn nha mấy thằng yêu. Đủ 100k là em ship nha. Con này size S nhưng mà form M eo 69 cho đến 74. 68 73 đi, hiệu I body 110. Mã sọc. Con này size L M mà form L eo 73 77 73 78 110 mã bi. Con hiệu nay nữa nè. Hiệu nay eo này 7 size L eo 73 78 luôn. Eo 73 78 hiệu nay nè. 130 mã sọc. Bi hả, 110 cho anh Carol. Size S nó có S lớn, S nhỏ nữa mấy chế. Mấy chế mặc cái size ngực tầm bao nhiêu đưa lên size S. Không biết là mấy chế mặc form châu Âu hay form châu Á. Xong lấy về kêu rộng chụp, nói số đo là nó chính xác. Hiệu Adidas size L eo 77 cho đến 83. Này nó bằng XL nhỏ đó, eo 77 83 L lớn nha. Cho mấy chế con này 140 82 là M nhỏ rồi. Hôm sau vô đi chế ơi. Chưa có đơn đúng không? 81 đổ về á mới là size F. Rồi một con size L. Size L lớn XL bon chen.
ngực 89 đến 94 mút liền 70k mã liền hồng. À, con này còn con nữa là Victor hả? Victor 32B size S nha. Tắt cái này. Ngực 83 đổ về tầm S đó, mút liền là của Victor nè. Cho mấy chế con này 150 mã sọc hồng. Size M nhỏ ngực 85 đổ về 90k mã áo sọc hồng 150. Trời, toàn size bự mới lái đó, cho kim chi. Size bự mới còn nhiều ở trên, size nhỏ có đâu. Size S màu màu tím tay tay 140 nha. Mã tay size S eo 64 đổ về mã tay. Còn của Uni Willow Rob Top nữa đây, mấy chén màu xanh. Size M nhỏ ngực 84 đổ về luôn, S lớn bon chen mới tinh. Em này 90 nha, 90 mã xanh. Tay 140 em có đọc số đo rồi nha chị, em không bao đổi đâu. Em bao lỗi thôi đó. Nè, eo nè là 59 cho đến tối đa là 69, nhưng mà tầm đẹp là 67 66 mặt đẹp. 140 kim chi mã xanh cho Thuy Võ. Cái này mờ nhỏ nha, em báo rồi nha chế, mờ nhỏ ngực 84 đổ về thôi nha chế. Thuy Võ có vừa chắc thì ok dùm em, tại vì em không có biết số đo của mấy chị. Mấy chị tự chọn lựa xong rồi mấy chị kêu rộng chật 90 cho Thuy Võ đó, em cũng không có xử được luôn. Size XL ngực 90-95 của Under Armour mút liền 90k mã liền đen. Rồi mấy chế có đơn inbox nha. Cái này chất tập nha. Size XL eo 90-95 35k mã hoa. Có đơn inbox cho em nha. Đây, còn con CP Line kiểu gì đây, size L eo 73 cho đến 78 70k mã kiểu. Size S eo 69 đổ về 65k mã lưới. Chốt theo bạn đọc số. Số đo, nếu mà số đo bạn đúng vậy là vừa. Kiểu nè, cho cái này size L nha Hoàng Anh. Chế Hoàng Anh có vừa không? Cái này quá đẹp luôn, size ML nè. Eo này là 71 cho đến 76 100k mã gió. Chế Hoàng Anh. À, rồi để cho chế Tuyền Nguyễn là 70. Tuyến Nguyễn chứ. Ôi con này xinh như là size S 70k mã hồng eo 67 đổ về. Này size M. M nhỏ eo 67 cho đến 73. Chất miệng cạp cao là 110 mã tím. Gió là 65 cho Nguyễn Nhung. Tại vì em chuẩn bị xuống like rồi đó, chế có lấy đủ đơn được không? Không đủ thì có cọc được thì chốt nha. Nguyễn Nhung tím nè, 110 cho Thúy Võ nè. Ủa này em đọc mã gì ta? Mã hồng hả? Cái này em đọc mã gì ta?
À cái này đúng không? Nguyễn Nhung 100. Cái này em đọc mã hồng hay mã tím? Em quên mất tiêu rồi. Hồng là cái này Liên Lê đúng không? Liên Lê lấy cái hồng này phải không em? Hay là tím 110 cho Thuy, Thuy Võ, Thuy, Thuy Vo. Còn đó 100 cho gì đó. Gió này sẽ ép thôi. Em này là 69 đổ về 65k. Liên Lê 70. Size S eo 70 đổ về. Hiệu CP Line 70k mã kiểu. Size S 65k mã loan. Chế ơi con áo hiệu đẹp quá luôn. Size S này 90k. Mã áo 3. SM eo 72 đổ về 60 mã lưới. Con này còn tem nó đến M mà phơm L nè. Eo 74, 75 cho đến 79, 80k mã mới. Con này quần gen nha mấy chế 50k. Size M gì đó, mã gen. Con đùi ngầu ngầu này SM eo 72 đổ về 70k mã ngầu. Này đẹp lắm nè, chất dai. Size S eo 61 cho đến 68. 61 69 110 mã ghi. Size XL là ngực 90 95 60 mã crop. Domeos đẹp nè. Không hiểu gì, Atlantic. Size S 65k mã rằng. Crop 60. Cái này ngực 90, 94, nói chung 95 là tối đa nha. 89, 88, 90, 88, 94. Cho Nguyễn Nhung 60. Size M eo 69 đến 74 là 70k mã xám. Tím là cái nào? Tím. Tím là cái quần gì chứ? Tím là qua rồi hả? SM 50 mã ngắn. Xám 70 cho Nguyễn nghe. Tím là nào ta? Tím là em chốt xong rồi hả? Sẽ ép cái váy nè. Eo 66 đổ về 70k mã nhỏ. Size S 100k mã lưới. ML eo 76 đổ về 65k mã beo. Mã nhỏ 70 cho Hoàng Anh. Hoàng Anh 70. Đây cái áo này siêu đẹp mấy chế, màu hồng hồng nè, tai bồng nè. Size M. SM cũng được, mình rút hơi sâu vô. 70k. Cái này kiểu sao ta? À, em cột lại, em cột sai. Cột hơi bị lố lăn. Ở đây mới đúng. Người ta như gì nè. Không chất chơi người dơi. 70k. Mã áo. Bút liền size L nhỏ ngực 87 đổ về hay răng nhẹ tí xíu nè, hiệu nay là 50 mã hiệu.
áo 10 nhỏ ngực 86 đổ về 80. Mã áo 3. Hiệu là cho Hòa Nguyễn 50. M luôn. Ngực 84 cho đến 88 là 70k mã crop. Em Victor size M nữa nè. 90k đi. Mã lưới. Này đẹp quá, S là ngực 83 đổ về 70k. Mã hồng S. Bỏ giúp em crop nãy nhé, Nguyễn Nhung. À, Nguyễn Nhung bỏ cái áo ra. Mã crop 70 nè, cho Hoàng Anh. Hoàng Anh. Lưới 90 cho Hòa Nguyễn. Hòa Nguyễn 90. Hồng S hết rồi, hồng S của Liên Lê. Đó, Hòa Nguyễn 90. Ngực 85 cho đến 89 mút liền. Size ML, L nhỏ. Ngực 90 đổ về nha. 50k mã khóa. À chưa, hồng S Liên Lê 70. Này còn chế size XL, còn chế nào ngực 93, 90. 93, 97, cái này nó hơi nhăn nhăn đây xíu, 35k. Mã đen. Mút liền là size M nhỏ, ngực 85 đổ về 70k. 60 đi, mã liền hồng. Ngực 82, 86, 60. Mã xám. Đen 35 cho Hoàng Anh. Chế ơi, ngực này kinh trên 90 nha. Hoàng Anh 35. Liền hồng 60 cho Cherry Trâm Anh. Xám. Ủa chế Trang Nguyễn bữa có đơn mà em hỏi có cọc được không, mà chế không có cọc mà. Tại vì nói chung là em không có cần cọc, nhưng mà cái số điện thoại của bạn ở trên app nó đỏ chét à, nên em không có ship code được. Size M nhỏ ngực 85 đổ về 45k. Mã 45. Liền hồng 60 cho Cherry Trâm Anh. Thế em là ship code hết cho tất cả. Có chứ. Không nhận hàng vài đơn là nó kêu tỷ lệ nhận hàng 70%, 75% hoặc là bao nhiêu đó. Cái đó là không, ý là tỷ lệ không nhận hàng á, càng cái đó 60 Cherry Trâm Anh càng ít á, thì cái cũng như là tỷ lệ em nhận hàng nói chung nó dưới 80 là nó báo động đỏ lên liền. Su nha, 35k mã su. Thì những khách đó chị mới kêu là cọc thôi, còn khách bình thường không bao giờ chị kêu cọc. Eo này là 60 cho đến 67 của Ung Đi nè. Trời, cái đùi ngố siêu đẹp 100k. Mã hiệu. Rồi nha mấy chế, em xuống like nha. Có đơn bốc bóc cho em. Chế nào size L nhỏ. Size L eo 73, 78 là 150 mã loan. Cũng như một lần đầu mình cọc thôi. Nhưng mà không phải nói chứ chế nào mà đã đỏ rồi đó là em ship. Có nhiều khách ngộ lắm, đỏ rồi. Lần đầu cọc, lần sau em khỏi cọc, lần sau nữa bơm. Tới giờ em nghĩ rồi mới chết. Size M. M nhỏ ngực 87 đổ về 50 mã phối. Size M 100k mã hồng. Mã phối 50. Chứng em cái hồng hay tím gì đó dây.
khối 50 cho Phạm Thu Trang. Hồng hồng 100k nha. Dây không có rồi. CM, áo su CM nha. Đây size XL nhưng mà cúp to lắm nè, có chế nào cúp D không? Này cái ngực phải to lắm nha. Hiệu Kalenji 50k. Mã to. Su. Su nè cho Nguyễn Nhung. To 50. Cho Cherry Trâm Anh. Chế nào size nhỏ hốt, con này quá xinh luôn. E66 đổ về size S nhỏ đó. 90 mã loan. Hồng size S E62 cho đến 69 của Mulawe Hàn Quốc. Dính mực nhẹ nhẹ nha, về mấy chế giặt. Em sale cho mấy chế 70k đi. Mã 70. Loan 90 nè cho Hoàng Anh. Size M nữa nè. 65k. Mã kiểu. 70 cho Liên Lê. Size M nữa là 70k của F21 nè. Mã phối. Kiểu 65. Kiểu 65 mới nhấp cái nhấp mà được đâu. 65 cho Hoàng Anh nè, lấy cái đồ nhấp. Nhấp cái này đi con. 65 Hoàng Anh. Cái này size M luôn. Cái này của Nhật nè. 70k. Mã M70. Phối 70 cho Phạm Thu Trang. 70. Rồi để riêng cái đó đi. Size M mút liền. Ngực 84, 88, 50. Mã liền sáng. À con này đầu lai cho mấy chế chưa thấy nè. Con này đẹp. Size M 80k là mã sexy. To nè, Cherry Trâm Anh 50. Size S của Under Armour. Mút liền dạng mỏng thôi. 90k. Mã lưới. Sexy cho Liên Lê 80, xếp anh dễ thương lắm, cứ hàng chỗ nha em. À thì tại vì em uy tín rồi. 80k cho Liên Lê 80. Em uy tín rồi, ship nó không cần lấy tiền. Nó phải vô nữa, nó cho em chuyển khoản. Còn mà đã đỏ rồi á, nó cũng khó chịu. Rồi cái áo này quá đẹp mà mấy chế như thế nào lấy. Con này ngực 81 đổ về, cái yếm là hiệu của Hàn Quốc luôn. Chất đẹp lắm luôn, 120. Mã yếm. Chế nào ngực 91, 95. Mút liền 55k, mã liền đen. Mã to. À xả cái màu xanh rêu của Cherry Trâm Anh ra đi con. Cái cái cuối cùng đó. Size L 35k. Ở em like đại chứ em đâu like cho chế. Size L 35k. Mã 35. Em có gì em lên đó đâu phải like cho bạn đâu. Con size L XL. Size XL ngực 90, 95. Cái này không phải hiệu này đâu nha. 40k. Mã sọc.
yếm hiệu City Line size M nhỏ nè, ngực 84 đổ về 55, mã yếm 40 cho kim thanh nè. Áo crop top kiểu kiểu nè, cái này áo kiểu nha mấy chế, size SM 35k mã kiểu. Em thấy có được một cái à, còn không biết cái kia đâu. VFU mút liền size XL, rất là đẹp luôn. Ngực này 91 cho đến 96, hiệu VFU nè, 70k mã hiệu. Tại vì em không có bán sao lai là em không có nhớ giá. Rồi em nói là theo giá hiện tại, chế nào vừa ý thì lấy. Con này size LXL, quên ML, 90 đổ về, cổ yếm 45k, mã yếm đen. Mốt liền SM, ngực 85 đổ về, 50k, mã lưới. Em thấy có một cái này nè, cái này đúng không, 50k nè, phải không ta? Tại vì em bán 50-60 em cũng không nhớ nữa. 50 ok thì lấy. Yếm đen 45k cho Nguyễn Nhung. Yếm đen. Còn yếm xám là trái lấy không, 50k. Yếm đen mới hết. Con này SM là 70k mã kiểu, không phải hiệu này luôn nha, nó đánh gì thôi. 70k, 71 đổ về, mã kiểu. Nói chung nó cũng đẹp. Rồi cái này em còn con size S, con size M 100k, mới luôn nha, con này là mới luôn. Size S thì cái này cái form lớn eo nó là 67 cho đến 74. Còn size M là eo 73 cho đến 72 cho đến 77 nha. Ai lấy S bấm S, ai lấy M bấm M, một trắng tinh. Mới 99% luôn, 100k cái. S cho Liên Lê nè. 100. Chất dày lắm. Con này SM ngực 84 đổ về 55k, mã phối xám. Áo size ML ngực 86-90, 100k, mã áo hồng phối xám 55. S đó eo nãy mới đọc xong, hết S rồi, eo 67-73, 55 cho Hoàng Anh. Áo hồng 100 cho Hoàng Anh. Ủa nãy em đưa con áo kia đẹp mà chứ Hoàng Anh không lấy. Áo màu tím đô đô á, mất tiêu rồi. Con áo đó đẹp. Ôi cái quần này đẹp lắm nè, mấy chế 130 nè. SM eo 66 cho đến 71, 66-71-130, mã tím cao. Jogger gió người yêu cũ này, New York vậy nè, 100k. SM mã gió tím cao cho 130 cho Phạm Thu Trang. Gió cho Liên Lê, gió nó mềm đẹp. Liên Lê là 100.
con này em đưa lên chưa? Con màu tây này siêu đẹp, mấy chế xe ép mà. Eo này là 55 cho đến 64, 140 mã tay mới lắm. Tay 140 cho Thùy Trang, chắc nó miệng nó xịn. Nãy em bán 150. Dọn à, còn cái áo nè, mút liền nha. À, size M mút liền là 80 mã áo. Hồng này 9 tấc nè, size S, eo 67 đổ về, 110 mã hồng. Một con áo 80 size S, mã áo xanh. Chế ơi, em còn con yếm đen này 35 nè, size M nè. Chế nào nãy chốt hụt nè. Phan Thu Trang. Chưa chị Phan Thu Trang có lấy cái này không? Chốt cái đó đi, có 35. Ok, Phan Thu Trang 35. Phạm chứ lộn. Chuyên gia đổi họ, hai tên đổi họ. Áo kiểu này mấy chế 50k. Size M, mã kiểu nè. Mã kiểu. Ôi, hôm đất này đẹp lắm là tại vì chị xả nên đi cho nó xả vía. 110. Thùy Trang 110. Kiểu 50 cho Nguyễn Đức Đăng Khoa. Trời ơi, con gió này đẹp quá. Size SM 80k. Mã gió. Chị nãy em thấy em mới bỏ ra được. Cái váy nè, 70k size S mã váy. Mút liền size SM nè, 50 mã liền đen. Này 50 là của gì nè con? Kim Thanh. Mã gió 80. 80 cho bé bé. 80. Size M dáng rớp tớp nè, 35k mã crop. Bảy mươi lăm k size L, eo 73 78, mã viền xanh. 75. Thế nào bé bé xinh xinh size S 60k, mã S 60. Con này của CK nè, size M nhưng mà M nhỏ thôi, 90k luôn. Mã hiệu tím. Cái này dạng đùi ôm, size ML 60k, mã ôm. Size S, S lớn eo 67 đổ về 70k, mã sọc. Đây, VFU nè. Size L nhỏ ngực 85-90, 100k. Con này rất là mới, mút liền. Mã 10. Mã sọc cho bé bé là 70. Bé bé nè con, cái sọc 70, còn cái này 80 nè, ghi cho hai cái luôn. Cái màu xám 80, còn cái kia 70. Mã 10 cho Phạm Thu Trang. Đùi này rất là đẹp luôn, cạp cao.
80k hiệu anh ta size L, eo 75 cho đến 80. Mã hiệu nhà Phạm Thu Trang 100. Con gió này chất dù này siêu đẹp luôn, size M nha mấy chế. Rất là xinh, rất là xịn luôn, 80k. Mã dù hiệu 80 cho chế Tuyến Nguyễn. Hiệu NB là size S lớn, eo 68 đổ về 100k. Mã Tiến. Hi, bye bye cả nhà em xuống nha mấy chế ơi. Tím cho bé bé 100. 100 là bé bé. Nữa à. Size L, eo 75-80, 60k. Mã L 60. Size XL là 60k. Size L XL eo 77-80, eo 77-82-60. Mã 60. Hết rồi mấy chế ơi, em lượt đi lượt về. Ôi ơi, con này em chưa lên. Con màu này đẹp quá luôn. Size 4 là SM nè. Màu này siêu đẹp luôn, 140. Hiệu anh ta có người lấy rồi, 80k. Hãy qua con chưa? 140, mã số 4. Diễn thể cái quần đen của gì đó, Tuyến Nguyễn đó. Có rồi không? Số 4 Nguyễn Đức Đăng Khoa. Nguyễn Đức Đăng Khoa 140. Người này cũng siêu đẹp nè, size ML nè. Eo 73 78 nè, 110 mã rằng. Đây đây con nâu của chế kia giờ nó lòi ra nè. 70k nè, nãy ghi nâu của ai 70 nè. Tên gì con? Anh gì đó, Ron gì? Gì đó, anh Caron gì đó, 70 đó. Rằng 110 cho Phạm Thu Trang. Trắng tinh size M nè. Eo 74 đổ về 75k. Mã trắng. Chế nào lấy áo bra không? Size M 35k một cái. Mã ren hồng. Mã ren xám. Dạ. Giờ em xuống like. Size S của Domios, eo 63 đổ về 90k, mã nhỏ. Rằng 110 là của Phạm gì đó, Thu Trang. Phạm Thu Trang 110. Không biết con này nó đẹp nè, mới chế 70k thôi nè. Mã túi size M. Size ML là ngực 90 đổ về mút liền 70k, mã loan. Rồi em xuống nha mấy chế, nhớ có đơn inbox cho em. Bye bye.